Mục sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào mừng quý vị trở lại với phần 2 của chương trình cùng với Ngọc Khanh và bác sĩ Thảo Võ. Kính thưa quý vị, tại phần 1 của chương trình chúng ta đang tạm ngưng đến cái vấn đề là miễn dịch cộng đồng. Thì miễn dịch cộng đồng là gì? Thì miễn dịch cộng đồng á, có nghĩa là mình cho nhiều người bị bệnh. Thế nên là trong cái rồi khi mà bị bệnh rồi giống như tăng sức đề kháng vậy đó, nên không còn ai để mà COVID nhiễm qua nhiễm lại. Đó giống như là những cái con hoặc là bị thì bị nhẹ thôi. Đó thì nếu mà hồi nãy mình nói về cái dịch sởi thì tới cần tới 95% người chủng ngừa để mà tạo ra miễn dịch cộng đồng để mà không có bị lây nhiễm nữa. Đó thì con số đó rất là lớn. Còn cái COVID này á thì những nhà nghiên cứu người ta cảm thấy á, là để mà tạo được miễn dịch cộng đồng thì ít nhất 50-60% của dân số. Mình tính theo cái tỷ lệ như vậy á, thí dụ bị bệnh mà rồi cái tỷ lệ tử vong thì nó rất là cao. Ngay bây giờ thì tỷ lệ tử vong ở trên nước Mỹ thì khoảng trên 6%. Dạ, nhưng mà thật ra cái test của mình hạn chế nên con số này có thể thấp hơn. Người ta nghĩ là nó thấp hơn khoảng 10 lần. Đó. Thì nhưng mà nếu mà thấp hơn cỡ như vậy là 0.6 đi hay là 0.1 đi của cái 50% của toàn dân số nước Mỹ thì mình cũng không thể nào mà có thể chịu nổi cái con số tử vong đó, phải không? Ở nước Anh á, ngay từ đầu người ta chọn đó là tạo ra miễn dịch cộng đồng. Đó là cái cách mà họ đối phó với cái dịch này. Nhưng mà sau khi mở cửa bình thường trong một tháng, vài tháng, họ cảm thấy là quá tải và họ cảm thấy là họ không có đúng nên họ đi cái đường khác là họ lockdown. Họ cũng làm giống như mình, không cho ra ngoài đường, đóng cửa hết trơn các nơi sinh hoạt tập thể. Rồi đó thì họ cũng giống như mình bây giờ. Thì bởi để tạo ra cái miễn dịch cộng đồng đó cũng phải từ từ. Đó, từ từ chứ không có phải ồ ạt lên như vậy. Thì về nhân văn và về y tế hệ thống cũng không có thể nào mà chịu nổi, phải không? Đó là vì cái tỷ lệ tử vong và tỷ lệ bệnh nặng cao quá. Có nghĩa là nói theo như bác sĩ Thảo là Anh Quốc, trong cái vấn đề giữa lựa chọn dễ và lựa chọn đúng thì họ chọn cái lựa chọn dễ, là vì họ nghĩ có thể cái miễn dịch cộng đồng sẽ giúp giải quyết hết mọi vấn đề. Đúng rồi. Nhưng mà không ngờ khi đi đến con đường đó thì cái giống như bác sĩ Thảo nói, cái hạ tầng cơ sở về y tế của họ cũng không có đủ đáp ứng. Nói là đúng sai mình cũng không có biết được, tại vì cái con này mới mà, nên họ cũng dò dẫm, họ thấy vậy thì không đúng thì họ quay lại thôi. Dò dẫm đi từ từ. Bởi vậy nên từ từ thôi. Thì hiện nay là khoảng gần giữa tháng 5 thì mình cũng vẫn còn ở cái tình trạng là ở nhà shelter in place đó. Còn ở LA thì chính thức đó là cho tới tháng 8 mới được mở cửa so far. Còn ở OC của mình thì cũng chưa biết, nhưng mà cũng một vài giống như ở trong bệnh viện họ đã cho mở cửa ra để làm những cái phẫu thuật mà không có giống như những cái phẫu thuật cần thiết, thủ thuật phẫu thuật cần thiết rồi. Đó thì cũng cho mở cửa từ từ. Này nói chung là mình cũng từ từ thôi. Rồi xong rồi coi sao, rồi mình có nên có thừa thắng xong lên hay không. Hay là nếu mà không được thì phải rút lại. Thì giống như ở nước Đức á, sau khi mà cho mở cửa lại á thì cái tỷ lệ bị bệnh và nhập viện tăng lên gấp 3 lần. Thì họ cảm thấy là Vậy thôi, chưa phải là lúc. Chưa lúc thì họ phải rút lại. Đó. Bởi vì bây giờ mình cũng vậy, bởi vì không có phải mở một cái là toàn cánh cửa liền. Đó, mình cũng phải dò dẫm từ từ coi sao. Như hồi nãy mình nói, có thể là vì con nít nó ít bị miễn nhiễm và nó bị cũng nhẹ, thì có thể mình sẽ mở cửa trường học để cho tạo ra miễn dịch cộng đồng trong những cái giới nhỏ đó. Đó, có thể mình làm chuyện đó. Rồi coi tình hình sao mà mình tiếp tục ha. Cũng vấn đề nan giải lắm, cũng khó nói. Ngọc Khanh có người thân, kính thưa quý vị, là bị bệnh cườm mắt mà cần phải mổ cataract. Mà cô này cũng đã 67 tuổi mà cô cứ vậy nè: bác sĩ ơi, con mắt tôi vẫn còn ok, tôi vẫn còn thấy. Đợi tới bây giờ đã là nửa năm rồi, bác sĩ nói là không mổ nữa là mù.
Và quan trọng đừng có để cái sự sợ hãi nó làm cho mình bị xuống tinh thần. À, cái đó thấy là cũng rất là quan trọng. Thì Covid làm cho mọi người rất là hoang mang, rất là lo lắng. Thật sự là đúng như vậy, tại vì mình không biết cái tương lai sẽ về đâu. Đó, nhưng mà thôi, bây giờ cái gì mà mình làm được á, thì mình làm. Giống như mình giữ vệ sinh sạch sẽ, mình rửa tay thường xuyên, lau chùi thường xuyên. Và rồi tránh những nơi đông người, và mình đeo khẩu trang đúng khi mà mình ra ngoài đường. Rồi thôi, còn những cái khác mà mình không có thể kiểm soát được thì thôi cũng đừng có nên lo sợ quá. Bác sĩ Thảo nói về vấn đề lo sợ, thưa quý vị, Ngọc Khanh phải thừa nhận là Ngọc Khanh bị bệnh anxiety. Một cái sự hồi hộp một cách gọi là từ hồi có dịch bệnh, thưa bác sĩ, bắt đầu hồi hộp, cái bắt đầu lên cơn tim đập loạn xạ. Nhiều khi hồi hộp quá phải tấp xe vô lề đường. Hít thở xong rồi. Thưa bác sĩ Thảo, nhiều khi cái lo lắng, cái mơ hồ đau á trong tiềm thức hay sao đó, thưa bác sĩ, thì có thể các cô các bác có thể lên Zoom meeting và có thể tụng kinh với nhau, cầu nguyện với nhau, cái đó cũng giúp. Những cái người mà có bệnh nền á thì có nguy cơ cao bị bệnh nặng. Giống như một trong những cái đó là những lần trước mình đã nói nhiều là tiểu đường, cao huyết áp, những bệnh về tim đó, và béo phì là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng đó, là cho những người bị bệnh nặng đó. Thì cái khi mà mình to béo phì á thì nhiều khi cái phổi của mình nó có sự giới hạn, nó không có mở to ra được, không có trao đổi khí tốt đó. Và thường á, những người mà béo phì thì người ta không có vận động nhiều nữa, thì cái mạch máu của họ cũng không có bơm tốt. Covid nó ảnh hưởng phổi và nó ảnh hưởng tới mạch máu nữa. Đó, thì những cái viêm mạch máu như vậy thì nó dễ tạo ra những cái huyết khối, và nếu mà mình không có mạch máu, không có lưu thông tốt á, thì nó cũng sẽ dễ bị tắc nghẽn. Thì đó là lý do tại sao á, cái người mà béo phì lại bị, đó là cái phổi. Cái phổi của họ bị giới hạn, cái phổi không có trao đổi khí tốt, và cái mạch máu họ không có lưu thông tốt. Nó bởi vì hình như cái phần đầu mình nói là vitamin D tốt, là nên ra ngoài đường, không khí, rồi tập thể dục một chút, nó cũng giúp cho giảm béo phì, tăng sức đề kháng. Nên các quý vị nên tập thể dục nhiều, ra ngoài sân sau, sân trước của nhà mình và tập. Nói theo kiểu như bác sĩ là người bị bệnh béo phì đi theo một cái vòng lẩn quẩn, là tại vì cái vấn đề, cái nặng nề của cái thân thể, không tập thể dục được nhiều. Mà hãy không tập thể dục được nhiều á, thì lại đi tới cái vấn đề là cái cơ thể sẽ dễ có nguy cơ bị nhiễm bệnh. Đúng rồi. Mà hãy nhiễm bệnh thì khó mà phục hồi. Đúng rồi. Khó ha, nan giải. Cũng rất là nan giải. Thì cố gắng cho cái đầu mình nó quyết tâm thì từ từ đó, thì cứ từ từ mà tập thể dục, như chỉ đi tới đi lui như một chút thôi, chứ không có cần tập nặng. Ra rồi ra ngoài trời, vừa đi ra biển không? Thật ra đi ra ngoài biển á, biển hơn như biết của mình bây giờ cũng người ta là không có cho đậu xe ngoài đó, mấy cái bãi người ta đã đóng cửa biển, mà thật sự cũng rất là nhiều người ra ngoài biển rồi. Nhiều quá. Tại vì trời cũng nóng, mà cái thói quen của họ, họ cũng không ở nhà cũng nhàm chán á, nên họ ra biển. Thì nếu mà ra biển thì mình vẫn phải giữ những cái khoảng cách an toàn. Đó là 6 feet. Nhưng mà nếu mà 6 feet á, mà mình chạy, mình đi bộ, thì có thể mình phải tăng cái khoảng cách đó hơn. Tại vì cộng với lại cái thời gian mà mình chạy tới đó nữa, thì cái virus nó chưa kịp lắng đọng xuống, thì mình đã chạy tới rồi, nên mình phải tăng cái khoảng cách hơn 6 feet, có thể gấp đôi. Và nếu mà mình chạy nhanh thì có thể gấp 3, gấp 4 lần. Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã lắng nghe buổi chia sẻ của bác sĩ Thảo Võ liên quan đến vấn đề dịch bệnh Covid-19. Chúng tôi sẽ trở lại trong những lần khác với những cái đề tài hữu ích cho quý vị và cho cộng đồng của mình. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình. Xin kính chào.